Chào mừng cả nhà mình đến với kênh Nhà đẹp vùng Giang. Thì hôm nay em quay trở lại khu dân cư Phát Hải, một khu dân cư đang được quy hoạch theo hướng là khu đô thị ha. Lòng đường của mình là đường nhựa 8m, lề là 3 đến 4m tùy theo cái con đường ha. Thì hiện tại là em đứng cái đường này là đường nhựa 4m và quy hoạch đường lề cho mình là 3m. Thì lúc cái video trước thì em có quay cho mình căn nhà phía bên kia là cũng khu dân cư này luôn, thì sẽ có giá là 1 tỷ 380. Còn bên đây thì cái căn mình kế căn góc ha, xây rất là bề thế luôn và rất là chất lượng cho mình và hoàn công cho mình luôn, bao hoàn công cho mình luôn ha, là có giá là 3 tỷ 250 triệu. Đó, nhà của mình thì ở ngay kế căn góc và trong khu đô thị Phát Hải ha. Sắp tới thì phía bên kia thì là mở rộng ra rất là lớn luôn, là một cái khu dân cư đảm bảo cho mình là xanh sạch đẹp và hướng tới cuộc sống bình yên, thiên nhiên ban tặng cho mình luôn. Đó, trước nhà mình thì có một cái cây rất là mát luôn, một cái cây xanh ha, một cái cây xanh. Hệ thống cây xanh trong này thì rất là bài bản, đường nào cũng có một cái hệ thống cây xanh cực kỳ mát mẻ. Chiều chiều thì cũng như là sáng sáng thì mình ở đây thì có một cái rất là nhộn nhịp luôn, với cô chú anh chị mình xung quanh đây hay tập thể dục ha, và đi chợ ở gần đây thì mình sẽ đi chợ Gò Đen ở kế bên đây. Còn mình muốn đi chợ trên Sài Gòn thì có chợ Bình Chánh, mình đi khoảng 10 phút. Và kế bên đây thì mình ra quốc lộ 1A ha, mình đi chạy hẳn lên khoảng 2 cây là đến chợ Bình Chánh. Đó, mình ở đây trên trục đường 835B. Đường 835B thì đang làm lại hệ thống cống ha, sắp tới thì sẽ mở rộng ra và có hệ thống cống thoát nước cho mình, cũng như là sẽ phân bổ thêm tuyến xe buýt ở ngoài đường 835B, cho nên mình đi bộ ra đón xe buýt cũng rất là thuận tiện luôn. Nó một cái khu dân cư cực kỳ lý tưởng cho gia đình mình sinh sống lâu dài ha. Hiện tại thì căn nhà hôm nay thì sẽ có diện tích là ngang 5, dài 19 và có 1 trệt 1 lầu, có 3 phòng ngủ, 1 phòng hờ, có phòng ngủ dưới cho mình luôn và có 2 nhà vệ sinh ha. Ở trước nhà mình có được cái gần cái căn góc cho nên có được cái khoảng sân cũng khá là rộng ha. Đi vô đây em thấy là khoảng là 4m cho mình luôn. Nó mình có xe hơi mình để ở đây thì cũng rất là thuận tiện luôn. Ở xung quanh đây thì rất là nhiều nhà gia đình mình là ở Sài Gòn về sinh sống ở đây, có xe hơi để ở ngoài luôn. Đó, mình ở đây về sống thì rất là vui luôn ha. Một cái không khí cực kỳ trong lành luôn, tránh xa khỏi khói bụi của thành phố. Ở đây thì mình có một thiết kế khá là đặc biệt, do là ở đây mình có một cái căn góc có ngoài thềm này lớn, cho nên mình làm cái bức tường này để cách điệu với nhà mình, cũng như là gia cố thêm. Nó có dòi nước cho mình nè, cách điệu những cái sông sắt đây màu đỏ luôn. Và sen ở cửa chính của mình sẽ có 2 lớp cửa bảo vệ luôn. Ở ngoài là cửa sắt hộp, và sơn một cái vàng màu vàng nhạt với những cắt CNC hình rất là nhiều hoa văn cho mình. Cái lớp cửa này thì khi mình đóng, mình không cần đóng cái cửa trong ha, mình đóng cái cửa ngoài thôi thì rất là thông thoáng ha, gió có thể lùa vào rất là thoải mái luôn. Còn mình xài cửa cuốn thì nó sẽ kín hơn, nó không có nhiều gió như cái cửa này. Ở trên thì trang trí cho mình một cái đèn rất là lớn luôn, có chi tiết hoa văn trang trí cho mặt tiền của mình cực kỳ nổi bật trong khu này. Nó một cái cửa màu vàng cũng rất là nổi rồi. Ở phía trong hay đây thì mình có một lớp cửa bảo vệ, đó là cửa kính cường lực kết hợp với nhôm sinh pha ha, rất là hiện đại và lớn cho mình luôn, mở ra rất là lớn. Và bước vào sau 2 lớp cửa bảo vệ thì mình sẽ tới được phòng khách. Thì phòng khách của mình có diện tích khoảng là 30m2, rất là rộng luôn. Ở đây thì bên em để tạm cho mình những cái nội thất mô hình, nếu mà gia đình mình thích thì bên em để lại cho mình ha. Còn nếu mình không thích thì mình có thể tự do chọn cho mình cái nội thất mà gia đình mình yêu thích. Ở dưới nền thì là gạch 80, gạch nhám cho mình luôn, rất là thuận tiện cho nhà mình. Có người lớn ha, đi lại rất là dễ dàng, không có sợ trơn trượt. Và trần này là trần thạch cao, đúc thật và giật cấp cho mình với những cái đường nét hoa văn cực kỳ là tỉ mỉ và đường nét nổi luôn, theo kiểu phong cách của châu Âu. Và ở đây thì chừa cho mình cái khoảng âm tường để mình có thể thiết kế tivi nè, để thêm tranh kệ, đồ tùy thích gia đình mình. Mình có thể có nhiều gia đình thì em cũng dán tranh cũng được thôi. Nếu mình về đây thì em tặng cho mình bức tranh, mình tùy chọn ha. Em sợ dán trước thì mình không thích, thì mà về đây mình lựa chọn sau cũng được. Có rất là nhiều tranh cho mình lựa chọn, rất là đẹp luôn ha. Đó, mình có thể dán tranh hai bên này, hoặc là mình để dán tranh để mình hoặc là lát đá hoặc làm kệ thêm ha. Nó phòng khách của mình cực kỳ lớn, có cây đèn chùm cực kỳ giá trị ở giữa luôn. Và ở đây thì đặc biệt ở đây ở dưới cầu thang nè, em làm cho mình là những cái tủ gỗ luôn rồi, rất là lớn luôn. Mình có thể làm cái để những vật dụng linh tinh ở trong này. Nó cái tủ này rất là lớn ở đây, rất là nhiều tủ cho mình để mình để những vật dụng đây cho nhà mình gọn gàng ngăn nắp hơn, không có bừa bộn ra ngoài. Đây là những cái nội thất mô hình mà em để đây thôi. Và đây là cái đường cầu thang lên lầu thì rất là rộng rãi luôn, 1m2. phối hợp cho mình là tay vịn gỗ nè, kính cường lực như là đá hoa cương. Và phía bên này thì mình có một cái bức thềm ở đây, có cái thềm ở đây để mình có thể mình để đồ vật bên này cũng được luôn ha. Mình để như là một cái kệ lớn vậy đó, mình để thêm tủ kệ trên này cũng rất là tiện. Nó đi đường đi ở giữa cũng là 1m2, rất là thuận tiện luôn ha, rất là dễ dàng mình di chuyển, cũng như là gia đình mình thấy là ở đây để một cái giá võng gỗ cũng rất là đẹp luôn, ở giữa mình vẫn đi lại thoải mái luôn ha. Cho cô chú lớn tuổi mình về đây mình rất là thích những cái võng này, nằm rất là thích luôn, mát mẻ. Và ở đây thì mình có được cái phòng ngủ ở dưới. Phòng ngủ này thì có diện tích khoảng là 20m² luôn ha, rất là rộng luôn, tận dụng phía không gian ở dưới cầu thang luôn. Nó nội thất ở đây em để đầy đủ cho mình nè, giường, tủ, kệ, bàn làm việc là bàn trang điểm luôn, cũng rất là rộng, cũng còn không gian trống rất là nhiều luôn. Phòng này mình tha hồ ở nguyên cả gia đình mình 2-3 thành viên cũng thoải mái luôn ha. Và cửa ở đây là cũng là cửa nhôm sinh pha kính mờ cho mình luôn. Nó ở phía sau phòng ngủ này thì mình có phòng bếp cũng khá là rộng rãi ha. Nhà mình có diện tích là ngang 5 dài 19, nhưng mà không gian mình thấy là rộng rớn bao la luôn ha. Để rất là nhiều nội thất luôn, cũng như là mình để tất cả những cái nhu cầu sử dụng cho mình cũng rất là thoải mái luôn, còn rất là nhiều không gian trống. Ở đây thì bếp mình làm cũng đơn giản ha, mình làm nguyên một dãy này là hình chữ Y ngắn nè, nguyên dãy này luôn, tủ trên, tủ dưới, tủ gỗ cho mình luôn ha. Tủ gỗ thì bền bỉ, lâu dài và thân thiện với môi trường. Nó rất là nhiều tủ, và những cái tủ này đặc biệt bên em là lựa cho mình là có cái kính này để mình để đồ vật dụng trong đây mình thấy ha. Mình thấy mình cũng nhìn vô mình thấy là mình để cái gì trong đó mình lấy cho nó tiện. Nó ở đây vách đây thì cũng được dán PVC rồi nè, rất là chắc chắn và cũng như là nó sạch sẽ cho mình luôn, cũng như là trang trí. Đây có ổ điện cho mình hết ha. Đây là bàn này có là đá hoa cương, bồn inox lòng sâu rất là rộng luôn, cho mình thoải mái sử dụng. Nước ở đây cực kỳ mạnh luôn ha. Nhà mình sổ hồng riêng, điện nước riêng và bao hoàng công cho mình luôn. Ngang 5 dài 19, một trệt một lầu. Nó sổ hồng riêng có sẵn cho mình luôn. Em lo hết hồ sơ cho mình hết ha. Nó để rất nhiều nội thất luôn, vẫn còn rất nhiều không gian cho mình. Ở cuối nhà mình thì sẽ có là sân sau giếng trời, ở ngoài đây cũng rộng rãi luôn ha. Nhà mình hay ngoài cái chữ mà thiết kế cực kỳ rộng thì em cũng không biết nói gì thêm ha. Rất là thích căn nhà này. Nó xung quanh ở trên đây có được bọc rào cho mình rất là kỹ luôn, cũng như tường đây dán gạch cho mình luôn ha. Nó rất là tâm lý và chu đáo cho mình, có dòi nước nè, có hệ thống cho mình để máy giặt luôn ha, có ổ điện. Sau này gia đình mình về mình che một nửa này thôi để mình để cái máy giặt đi cho nó an toàn. Còn một nửa còn lại mình để cho nó thoáng. Ở phía sau đây thì mình có được nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì cũng vuông vức rộng rãi thoải mái ha. Phía bên này là khu vực tắm nè. Bên này là hệ thống vệ sinh của mình. Toàn bộ cái thiết bị đây cao cấp luôn. Nó đây dán gạch cho mình luôn nè, có gương. Nó cửa cũng đảm bảo chắc chắn cho mình luôn. Về hiện tại cái tầng trệt của mình thì em xin thông tin lại là có diện tích ngang 5 dài 19. Và ở tầng trệt này thì sẽ có là sân trước nè, sân sau, có phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ dưới. Phòng nào cũng rất là rộng rãi, thoải mái cho gia đình mình sinh hoạt. Gia đình mình có 3 thế hệ ở đây từ 6 đến 8 thành viên thì rất là thuận tiện và lý tưởng luôn. Và hiện tại thì cô chú anh chị mình cũng như gia đình mình cảm thấy yêu thích căn nhà này thì mình hãy đi xem liền để sở hữu ngay ha. Căn nhà này có giá là 3,250 tỷ và cũng còn bớ lộc cho gia đình mình nếu mà mình thiện chí ha. Và mình đừng quên nhấn vào nút like, nút chia sẻ cho những người thân cũng như bạn bè mình đang có nhu cầu tìm nhà ha. Và cũng như là đừng quên đăng ký kênh Nhà Đẹp Vùng Giang để mình có thể xem nhiều nhà hơn. Mình cũng nếu mà mình trong tầm tài chính khác thì mình cũng có thể xem tiếp để mình có thể tham khảo thêm cái mẫu nhà này ha. Cũng rất là tiện khi mà sau này mình có ý định là xây nhà hoặc là tìm một căn nhà khác thì mình tham khảo thêm. Nhà này xây đặc biệt là kiến trúc rất là đẹp luôn. Vừa bước trên lầu thì cô chú anh chị mình cũng như gia đình mình sẽ bất ngờ với kiến trúc của căn nhà này ha. Vừa bước trên lầu thì ở trên phía bên đây mình đi lên một cái bậc thang nữa. Đây ha, mình đi lên một cái bậc thang nữa, mình sẽ đến được cái phòng nhỏ nhỏ này. Thì gia đình mình là theo cái truyền thống Việt Nam thì cần có một cái không gian để mình thờ phượng ông bà, thờ cúng tổ tiên. Thì đây là một cái không gian cực kỳ lý tưởng luôn, ở trên cao và một cái không gian riêng biệt, riêng tư. Và tận dụng cái không gian ở trong nhà của mình cho nhà mình được thiết kế cực kỳ thông minh luôn ha. Nó rất là thuận tiện để gia đình mình có thể có một cái không gian riêng tư là linh thiêng, cao ráo để mình có thể thờ phượng ông bà tổ tiên. Đó, không gian cực kỳ riêng tư luôn, thiết kế cực kỳ thông minh cho mình luôn. Và phía bên này đường cầu thang thì mình sẽ có được cái mấy không gian này là không gian mở ha, không gian tự do để gia đình mình có thể tự do thiết kế. Nếu như mình có đông thành viên, mình cần thêm phòng ngủ thì mình có thể ngăn lại một cái vách đây hoặc một cái rèm ở đây để mình làm phòng ngủ. Còn không thì mình để cái phòng này để làm phòng vui chơi giải trí nè, phòng làm việc, phòng đọc sách. Đó, đây là những cái kệ mình để có thể trưng bày ở đây tất cả những cái vật phẩm lưu niệm cần lưu lại mà mình muốn trưng bày ra ngoài để kỷ niệm, để nhắc lại những kỷ niệm cho gia đình mình ha. Cũng như là đây là những cái kệ để mình có thể để được rất là nhiều sách nè cho gia đình mình luôn. Nhà nào cũng có cần phải có để kệ sách thì rất là đẹp. Và phía kế bên đây thì mình sẽ có được cái phòng ngủ này có diện tích khoảng 15–16 m². Phòng ngủ đây thì có cửa sổ bên này. Cửa sổ bên này mở ra thì rất là thoáng luôn. Phòng có cửa sổ thì bao giờ cũng được ưu tiên, rất là được ưa chuộng luôn ha. Có rất nhiều không khí và ánh sáng ở bên ngoài, cũng như là mình cảm thấy là mình hòa nhập được với thế giới ở bên ngoài ha. Phòng không có cửa sổ thì mình cảm thấy rất là bí. Và đó, mình mở ra cũng rất là thuận tiện sử dụng, cửa rất là chất lượng cho mình luôn. Ở đây thì em để giường mô hình cho mình, nếu mình thích thì em để lại. Giá 3 tỷ 250 triệu là giá chưa nội thất cho gia đình mình. Đó, ở cuối hành lang đây mình có nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này có cửa sổ luôn nè. Và cũng đồng bộ với những cái vật liệu cũng như là trang trí như nhà vệ sinh ở bên dưới, cũng khá là rộng rãi cho mình luôn. Đồng bộ với thiết bị cao cấp cho gia đình mình luôn ha. Nó không gian cực kỳ rộng lớn và rất là thoải mái luôn. Khi vào căn nhà này cảm giác rất là mát luôn. Hiện tại là toàn bộ cái khu này đang sửa điện cho nên là đang mất điện nha. Cho nên là nó hơi tối một chút xíu, cũng như là mặc dù cúp điện nhưng mà không thấy nóng gì hết. Rất là thoải mái luôn. Và đây là cái phòng ngủ cuối cùng của gia đình mình ha. Ở phòng ngủ này thì phòng ngủ thứ tư. Mình sẽ có 4 phòng ngủ nè, 4 phòng, 4 không gian cho mình. Còn và một cái không gian phòng thờ. Đó. Đây là phòng ngủ cuối cùng. Và phòng ngủ này cực kỳ rộng luôn. Ra ngoài đây thì phòng này thì có được cái ban công ở ngoài này. Cái ban công này nó rộng như một cái sân thượng luôn ha. Chiều mình ra đây mình thiết kế một cái bộ bàn trà để đây ngồi ngắm cảnh ở đây. Nó có một cái không gian cho mình trồng hoa ở đây luôn. Ngồi vừa ngắm hoa, vừa uống trà và hưởng thức một cái không khí gió mát lạnh từ cái khu đô thị này luôn. Bên đây mình có làm cách điệu cho mình những cái sông sắc màu đỏ rất là đẹp luôn ha. Nhà này thì em cực kỳ thích cái kiến trúc ở đây luôn. Đó, ngay nhà mình có một cái cây xanh rất là đẹp luôn, có hoa cho mình. Đến đây thì gia đình mình đã xem hết căn nhà ngày hôm nay, thì không biết là cảm nhận của gia đình mình như thế nào. Hãy để lại ý kiến cũng như bình luận ở bên dưới để em có thể nắm bắt được nhu cầu cũng như là cái ý kiến của mình, để sau này em có thể đáp ứng được nhu cầu và tiếp thu được ý kiến của gia đình mình ha. Ý kiến của gia đình mình thì rất quan trọng đối với những người mà đi review nhà như em ha. Nên cô chú anh chị mình bớt chút thời gian để mình đóng góp ý kiến ở bên dưới thì em rất là biết ơn luôn. Thì đến đây thì mình đừng quên cho em một like, một chia sẻ cũng như là nhấn vào đăng ký kênh Nhà Đẹp Vùng Giang để mình có thể xem được nhiều nhà hơn nữa. Căn nhà này thì tóm lại em xin tóm tắt lại như sau là nằm trong khu dân cư Phát Hải, trên trục đường 835B, gần sát bên chợ Gò Đen ha, đường quốc lộ 1A. Mình cũng có thể đi Sài Gòn, đi bến xe miền Tây gì 30 phút thôi, và mình đi chợ Bình Chánh thì khoảng 10 phút. Thì cũng rất là thuận tiện cho mình, vùng ven của thành phố. Và cái khu này thì đang quy hoạch thành khu đô thị rất là lớn, sau này mở rộng ra rất là lớn phía bên kia luôn, chứ không phải là ở phía bên đây không ha. Là một cái dự án mà cô chú anh chị mình, gia đình mình về để sống thì có thể yên tâm về vấn đề là quy hoạch. Thì nhà này có diện tích là ngang 5 dài 19, có 1 trệt 1 lầu, có 1 phòng ngủ dưới, 3 phòng ngủ trên và 1 phòng thờ riêng cho mình luôn. Một thiết kế cực kỳ đẹp mà cô chú anh chị mình đừng bỏ qua, và hãy đi xem trải nghiệm trong cái khu vực này cũng như là căn nhà thiết kế cực kỳ thông minh và đẹp này luôn. Em xin chào và hẹn gặp lại.